Thưa quý vị, nhắc đến Huế, chúng ta nghĩ ngay đến một nét đẹp dịu dàng, pha lẫn tâm tư mà chẳng nơi nào có thể có được. Huế như một nàng thơ e ấp trong nắng sớm mai. Huế đã trở thành nguồn cảm hứng thi ca bất tận của những thi ca nhạc họa sĩ có tâm hồn lãng mạn. Huế ơi, sao da diết ngọt ngào, tạo tím dạt dào hồn thi sĩ. Huế dịu dàng, trầm tư như thủ thỉ, đến Huế rồi chỉ có mến với thương. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với sự ngọt ngào của Huế, đến với những cung bậc thanh âm dịu dàng qua phần trình diễn của các thí sinh trong tà áo dài của nhà thiết kế Tony Phạm. Trên sân khấu lúc này là phần trình diễn của thí sinh Nông Thị Hà, số báo danh 168, cô đến từ Nghệ An. Bộ trang phục áo dài của thí sinh Nông Thị Hà đấu giá thành công trong đêm thiện nguyện của cuộc thi Hoa hậu doanh nhân châu Á Việt Nam Miss ASEAN 2022. Thí sinh Nông Thị Hà hiện là phó giám đốc kinh doanh khu vực miền Bắc, công ty sản xuất kem trị mụn, trị nám thiên nhiên và là huấn luyện viên dinh dưỡng. Đến với phần trình diễn trang phục áo dài của nhà thiết kế Tony Phạm. Okay.
phải bước trên sân khấu lúc này đó là phần trình diễn của thí sinh Lê Thị Mai Anh, số báo danh 139. Hiện cô đang là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Huy Thắng. Chúng ta đang đến với phần sải bước của thí sinh Nguyễn Thị Thùy Dung, số báo danh 179, hiện là giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Đại Nhật. Chúng ta đang đến với phần dự thi trang phục áo dài của thí sinh Nguyễn Phương Thảo, số báo danh 188. Hiện cô đang là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khang Việt, chủ siêu thị Minimart. Chúng ta đang đến với phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Minh Diệp, số báo danh 099. Hiện cô đang là CEO công ty trách nhiệm hữu hạn đổi mới sáng tạo phát triển toàn cầu. Đang sải bước trên sân khấu là thí sinh Thái Thị Quý Hương, số báo danh 212. Cô hiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc sản xuất TNH. Sải bước trên sân khấu lúc này đó là thí sinh Nguyễn Hạnh Nguyên, số báo danh 123. Hiện cô đang là giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Khang Hưng Thịnh NT. Chúng ta đang đến với phần dự thi của thí sinh Hồ Thị Hồng, số báo danh 335, hiện là chủ cơ sở kinh doanh Hana House. Thước tha trong tà áo dài của nhà thiết kế Tony Phạm đó là thí sinh Ngô Thị Hương Trang, số báo danh 215. Hiện cô đang là CEO Học viện Đào tạo Doanh nhân Thành công CSI. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần dự thi trang phục áo dài của nhà thiết kế Tony Phạm, lấy cảm hứng từ cung đình Huế với những danh lam thắng cảnh đẹp của cố đô Huế. Và phần sải bước của thí sinh Trương Ánh Ngọc, số báo danh 039, hiện là giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật An Đại Phát, CEO công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Life Việt Nam. Chúng ta đang đến với phần dự thi của thí sinh Huỳnh Anh Thư, số báo danh 135. Hiện cô đang là CEO công ty điện tử tinh học Đại Huỳnh Quang. Số báo danh 175 là thí sinh Đỗ Thị Thúy Hằng, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nha Khoa Diva. Thức tha trong tà áo dài của nhà thiết kế Tony Phạm là thí sinh mang số báo danh 171 Vũ Thị Vân. Hiện cô đang là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đá quý Hoàng Kim, phó giám đốc công ty xử lý rác thải Sao Sáng. Thưa quý vị, lấy cảm hứng từ những cảnh đẹp của Huế, đường vô xứ Huế quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ, Huế nổi tiếng là phong cảnh hữu tình với những nét đặc sắc về danh lam thắng cảnh. Và trên sân khấu là phần sải bước của thí sinh Phạm Khiếu Kim Hương, số báo danh 279, hiện là giám đốc khu vực miền Trung, công ty LBT Entertainment. Trên sân khấu lúc này đây đó là thí sinh Lê Thị Bích Ngọc, số báo danh 133. Hiện cô đang là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và tour golf Việt Nam. Chúng ta đã đến với phần dự thi của thí sinh Đỗ Thị Quỳnh, số báo danh 119. Hiện cô đang là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Agra Group, chuyên cung cấp dược phẩm, thực phẩm chức năng. Sân khấu là phần xuất hiện của thí sinh Võ Thị Sang, số báo danh 289, hiện là phó giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ Vạn Thịnh Phát Realty, kinh doanh bất động sản.
Số báo danh 079 là thí sinh Phạm Thị Đào, hiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tâm Long Phát. Trên sân khấu lúc này đây là thí sinh Trần Mỹ Thủy, Nguyễn Thị Huyền, sinh số báo danh 399, hiện cô đang là kinh doanh cà phê, chủ phòng trà và chủ thiết kế thời trang. Thí sinh Trần Mỹ Thủy, số báo danh 145, hiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Mỹ Thủy, chủ trung tâm mua sắm Úc Đồng Tiến. Thưa quý vị, trong sắc vàng tươi mới, quý vị chúng ta cùng chào đón thí sinh Phạm Thị Kim Oanh, số báo danh 225, hiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giáo dục và đào tạo kỹ năng IQ Max. Số báo danh 180 là thí sinh Nguyễn Thị Toan, hiện là phó giám đốc công ty cổ phần thương mại STG. Thứ ba trong tảo dài của nhà thiết kế Tony Phạm là thí sinh mang số báo danh 121, Phạm Thị Huệ. Hiện cô là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại dịch vụ Hồng Nhung. Chúng ta đang đến với phần sải bước của thí sinh Lại Thị Hạnh, số báo danh 199, hiện cô là hiệu trưởng hệ thống trường mầm non Tư Thục Hoàng Gia. Chúng ta đang đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 107, Lê Thị Hương. Hiện cô đang là giám đốc kinh doanh công ty sản xuất mỹ phẩm Men & Man và là CEO Viện Chăm sóc Sức khỏe Sắc đẹp Hương Lan. Và một lần nữa chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu chào đón sự xuất hiện trở lại của 25 nàng thơ xinh đẹp duyên dáng trong tà áo dài thướt tha của nhà thiết kế Tony Phạm trong cuộc thi Hoa hậu doanh nhân châu Á Việt Nam Miss ASEAN Việt Nam 2022. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị thấy phần trình diễn của 25 thí sinh của chúng ta trong tà áo dài thướt tha và duyên dáng. Nhà thiết kế Tony Phạm đã khéo léo thổi hồn vào chiếc áo dài đó bằng những danh lam thắng cảnh tại cố đô Huế, làm cho chúng ta cảm thấy cố đô Huế càng đẹp hơn, càng thi vị hơn, càng giàu cảm xúc hơn. Thưa quý vị, đến với cuộc thi Hoa hậu doanh nhân châu Á Việt Nam 2022, Miss ASEAN 2022, các thí sinh từ khi bước vào ngôi nhà chung thì ban tổ chức cũng như ban giám khảo, ban cố vấn của chúng tôi đã sát sao chấm điểm trong từng hoạt động, từ tập luyện, thi bán kết, thi tài năng. Chính vì vậy, kết quả của dinh vị được công bố đêm nay là số điểm của cả một quá trình mà các thí sinh chúng ta có được. Kính thưa quý vị, và trong 25 quý doanh nhân xinh đẹp này, ai sẽ là người đặt danh hiệu người đẹp áo dài cùng với các giải phụ? Chúng tôi xin mời kết quả từ tổ thư ký. Thưa quý vị, kết quả từ tổ thư ký, các giải thưởng phụ danh giá đêm nay sẽ được chúng tôi công bố ngay bây giờ. Thưa quý vị, chúng tôi xin được công bố danh vị người đẹp áo dài. Người đẹp áo dài sẽ gọi tên thí sinh Nông Thị Hà, số báo danh 168, có đến từ Nghệ An. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Á hậu 1 Hoa hậu doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2022 Vũ Khánh Hòa sẽ trao hoa và sash. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu nhà thiết kế Tony Phạm sẽ trao cúp lưu niệm. Thank you.
Vâng ạ, xin được chúc mừng thí sinh Nông Thị Hà đã vinh dự mang về cho mình danh hiệu người đẹp áo dài. Xin được trân trọng cảm ơn Á hậu 1 Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2022 Vũ Khánh Hòa và nhà thiết kế Tony Phạm. Thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta xin được công bố danh vị người đẹp truyền thông. Người đẹp truyền thông xin được chúc mừng số báo danh 180 Nguyễn Thị Toàn. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Á hậu 2 Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2022 Lê Thị Hồng Thắm, Á hoàng 3 Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt 2022 Nguyễn Kim Âm. Nhà báo Trúc Hoàng sẽ trao sát hoa và cúp lưu niệm cho thí sinh đạt giải người đẹp truyền thông. Xin được chúc mừng người đẹp truyền thông Nguyễn Thị Toàn số báo danh 180. Xin được cảm ơn Á hậu 2 Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2022 Lê Thị Hồng Thắm. Xin được cảm ơn Á hoàng 3 Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt 2022 Nguyễn Kim Âm và nhà báo Trung Hoàng. Thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin được công bố danh vị người đẹp nhân ái. Người đẹp nhân ái bây giờ, xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng số báo danh 039 Trương Ánh Ngọc. Xin được mời lên sân khấu Á hậu 2 Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2022 Mai Thanh Thủy. Nhà báo Trúc Hoàng sẽ trao sát hoa và cúp lưu niệm. Xin được chúc mừng người đẹp nhân ái Trương Ánh Ngọc. Xin được cảm ơn Á hậu 2 Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2022 Mai Thanh Thủy. Xin được cảm ơn nhà báo Trung Hoàng. Thưa quý vị, người đẹp có gương mặt đẹp. Chúng tôi xin được chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 099 Nguyễn Minh Diệp. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2022 Khu Phương Anh, nhà tài trợ Make Up and Design Bom Hồ sẽ trao sát hoa và cúp lưu niệm cho thí sinh đạt giải người đẹp có gương mặt đẹp. Thưa quý vị, trong suốt hành trình của Hoa hậu Doanh nhân, xin được trân trọng kính mời nhà báo Trung Hoàng sẽ cùng tiến về sân khấu cùng với đương kim Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2022 Khương Vân Anh trao danh vị người đẹp có gương mặt đẹp cho thí sinh Nguyễn Minh Diệp. Xin được chúc mừng cho Nguyễn Minh Diệp đã vinh dự đạt được danh vị người đẹp có gương mặt đẹp. Xin được cảm ơn nhà báo Trung Hoàng. Xin được cảm ơn Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2022 Khu Phương Anh. Và xin được cảm ơn nhà tài trợ Make Up and Design Bom Hồ. Vâng ạ, và lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng người đẹp áo dài, người đẹp truyền thông và người đẹp nhân ái, người đẹp có gương mặt đẹp. Và tuy nhiên chúng ta vẫn còn rất nhiều những giải thưởng cao quý nữa trong những phần thi tiếp theo. Và trước khi chúng ta đến với những kết quả đó thì một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn các mỹ nhân đêm nay